Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 348 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trời đã hoàng hôn, Trần Bình An và Mao Tiểu Đông vẫn chưa quay về thư viện. Sân Thô Đông Xuân bên kia lần đầu tiên kín hết chỗ. Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, cộng thêm Bùi Tiền cùng với Thạch Nhu. Lâm Thủ Nhất cùng Tạ Tạ ngồi hai đầu hành lang trúc xanh ở bến Thanh Tiêu, đều tự thổ nạp tu hành. Thạch Nhu bó tay bó chân, chỉ cảm thấy thân ở thư viện đã không có đất cắm rồi của nàng. Trong cái sân này càng thêm co quắp bất an. Về thân thế lai lịch hoặc là tu vi thực lực của đám người Lý Hòe, Trần Bình An từng thi thoảng đứt quãng kể đại khái một chút. Lý Bảo Trâm, nhị ca Lý Bảo Bình, Thạch Nhu đã từng gặp, là kẻ mạnh mẽ cực khôn ngoan. Phụ thân của Lý Hòe nghe nói là một vị thập cảnh võ phu, từng thiếu chút nữa đánh chết đại ly phiên vương Tống Trường Kính. Còn một người hai nắm đấm, một mình lên núi đi phá vỡ tổ sư đường của Đồng Diệp Tông. Thân phận Vu Lộc, Trần Bình An chưa từng nói, nhưng Thạch Nhu đã biết thư sinh cao lớn tuổi không lớn này là một vị võ phu thuần túy đệ bát cảnh. Thân phận bây giờ của Tạ Tạ, nghe nói là tỳ nữ của Thôi Đông Sơn. Thạch Nhu chỉ biết Tạ Tạ từng là thiên tài tu đạo của một vương triều lớn. Thạch Nhu đứng ở sân bên kia, cố ý vô tình kéo giãn khoảng cách với mọi người. Thạch Nhu biết những người này lần đầu tiên đến Đại Tùy hoặc cầu học, dọc theo đường đi đều là Trần Bình An làm chủ. Dựa theo những gì Trần Bình An từng nói chuyện phiếm với Bùi Tiền, Chu Liễm nghe được, lúc ấy Trần Bình An mới là võ phu nhị tam cảnh. Vì sao những người này đạt ở bất cứ một vương triều lớn nào cũng là con cưng của trời, lại cảm thấy rất tự nhiên đối với một người nơi khác mới đến như Trần Bình An? Thậm chí chuyện đó là chuyện đương nhiên. Lý Bảo Bình ở bên thư phòng nhỏ của Thôi Đông Sơn chép sách. Bùi Tiền và Lý Hòe ghé vào sân ở trên sàn trúc xanh cửa phòng chính bên kia, lấy ra bàn cờ hộp cờ Thôi Đông Sơn rất yêu thích, bắt đầu đánh cờ ngũ tử liên châu. Quy củ là loại cách đánh kia lúc trước Thôi Đông Sơn lừa Bùi Tiền thê thảm. Vu Lộc ngồi xếp bằng giữa hai người, Bùi Tiền và Lý Hòe hẹn sẵn, mỗi người đều có ba cơ hội tìm Vu Lộc hỗ trợ ra chiêu. Vu Lộc bắt cá hai tay, đảm nhiệm quân sư quạt mò, còn tập trung tinh thần hơn so với Bùi Tiền cùng Lý Hòe thường xuyên đấu võ mồm. Thạch Nhu cảm thấy mình chỉ là một người ngoài, nhưng mà rõ ràng cô là chủ nhân một thể xác tiên nhân, đại đạo có thể mong chờ, thành tựu tương lai có thể cao hơn so với tất cả mọi người ở trong sân. Đổi thành bất cứ một sơn môn chữ tông nào của Bảo Bình Châu, không phải là nên mang cô về cung phụng sao? Mà tại đây ai cũng khách khí với cô, nhưng mà cũng chỉ là như vậy thôi. Cái sự khách khí lộ ra vẻ xa cách, lạnh nhạt, không một chút che giấu. Thạch Nhu không hiểu được. Thái phủ cuối cùng cũng tiễn được vị mang vị lão tổ tông kia đi. Từ Thái Kinh Thần đến đầu bếp phòng bếp trong phủ đều như chút được gánh nặng. Đại khái người duy nhất thấy có phần mất mát chính là các tỷ nữ xinh đẹp có cơ hội hầu hạ vị thần tiên tuấn mỹ kia. Thôi Đông Sơn rời khỏi Châu Thành, không đến thẳng Kinh Thành, mà ngụ cư ở trong một tòa đạo quan lớn ở đất Kinh Đô. Một vị đạo nhân cao tuổi chủ trì nghi thức chạy chay tịnh, dẫn người ta vào đạo của đạo quan. Cho nên ở trên đạo môn gia phả lấy pháp sư tôn xưng, lấy danh nghĩa luận đạo Huyền Đàm tới cửa bái phòng. Trong lòng Ngụy Tiện rất rõ, lão đạo nhân tất nhiên là một vị gián điệp đại ly xếp vào cảnh nội Đại Tùy. Điều này không có kỳ quái chút nào. Thôi Đông Sơn khi rảnh rỗi không có việc gì, còn từng cho Ngụy Tiện xem một phần danh sách. Là tử sĩ, gián điệp Đại Tùy hôm nay vẫn ngủ đông ở các nơi của Đại Ly. Gián điệp tam giáo cửu lưu chưa được bới móc ra, tự nhiên là càng nhiều hơn. Bên trên rất nhiều cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ. Thôi Đông Sơn nói là những kẻ chuyên buôn buôn bán, tình báo, thuộc loại gián điệp hai mang. Thú vị nhất, lục thân bất nhận, chỉ nhận tiền,
giao tiếp với bọn họ tương đối nâng cao tinh thần. Chỉ là có chút nằm ngoài dự liệu của Ngụy Tiện. Lão đạo nhân tuy là gián điệp đại ly không thể nghi ngờ, nhưng mà sau khi đơn giản rõ ràng chặn đứng chỗ hiểm yếu, nói xong một phần tình báo, thì thực sự bắt đầu cùng với Thôi Đông Sơn, mỗi người ngồi trên một bồ đoàn mà luận đạo, nói chuyện đất trời. Ngụy Tiện nghe mà ngủ gà ngủ gật. Ở sau khi lão đạo nhân rời khỏi, Thôi Đông Sơn chỉ bồ đoàn đối diện nói: "Thừa dịp còn nóng hổi, mau ngồi đi." Ngụy Tiện tuy ngồi xuống, nhưng không ngồi ở trên bồ đoàn, chỉ ngồi ở trên chiếu. Thôi Đông Sơn từ trong vật găng tức lấy ra một cái bàn nhỏ cổ kính, ở bên trên bày đầy văn phòng tứ bảo, trải ra một tờ giấy viết thư tinh xảo đẹp đẽ, quá nửa là cung đình ngự chế, bắt đầu vùi đầu viết chữ. Ngụy Tiện hỏi: "Thôi tiên sinh, vì sao lâm thời thay đổi chủ ý, rời khỏi Thái gia, vội vã chạy về hướng kinh thành bên này, nhưng mà lại dừng lại ở đây?" Đây là một vấn đề Ngụy Tiện nghĩ mãi không hiểu được. Thôi Đông Sơn không ngẩng đầu, chưa đưa ra đáp án, mà hỏi lại một câu lạc đề vạn dặm: "Người thấy đắc nhân tâm phức tạp hay không?" Ngụy Tiện gật đầu nói: "Tất nhiên." Thôi Đông Sơn từng là đại gia thư pháp được Trung Thổ Thần Châu công nhận, dưới ngòi bút mây trôi nước chảy, cho dù là Ngụy Tiện nhìn từ xa vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thôi Đông Sơn tiếp tục viết lại trải chuốt cho mạch lạc. Sau khi tập hợp toàn bộ tình báo kia, chậm rãi nói: "Lòng người nhìn như là khó liệu, thực ra không hề phức tạp như các ngươi tưởng tượng. Người đời đều tham sống sợ chết, đây là bản tính con người, thậm chí là bản tính vạn vật có linh. Sở dĩ khác với cầm thú ở chỗ có nhân ái đối với trẻ con, tình yêu sâu đậm, hương khói truyền thừa, gia quốc hưng phong, đúng không? Càng là người xuất sắc, một loại tình cảm nào đó sẽ càng rõ ràng." Ngụy Tiện suy nghĩ, là đạo lý này, nhưng đa phần vẫn còn có những người cân đối được những mơ mộng lộn xộn kia. Thôi Đông Sơn dừng bút, đặt trên giá bút xứ, lắc cổ tay cười khẩy nói: "Cái gì mà cân đối? Chính là hồ đồ khốn kiếp, tâm tính lung lay bất định, nước chảy bèo trôi, gặp mỹ nhân nổi sắc tâm, gặp tiền tài gặp danh lợi đều muốn. Muốn thì cũng được, chỉ sợ không biết tự lượng sức của mình. Liễu Thanh Phong, Lý Bảo Trâm, Ngụy Lễ, Ngô Diên, bốn người này thuộc lại hạt dưa thông minh, nhưng cũng có khuyết điểm và tật xấu thế này thế kia. Ngô Diên đảm nhiệm thái thú quận Long Tuyền, trong lòng tán đồng học thuyết cách làm việc của ta, lại là môn hạ đệ tử trên danh nghĩa của ta. Chỉ là ngày xưa chịu ân vị, nương nương ăn chay tu đạo ở cung Trường Xuân kia, tự nhận mọi thứ hôm nay đều là nương nương ban cho. Cho nên ở giữa ân riêng và việc nước lay động không thôi, rất rối rắm. Những gì Lý Bảo Trâm mong cầu cũng không hiếm thấy, cũng không phù hợp nho gia chính thống như Ngô Diên. Vì lập công, có một ngày địa vị cực điểm của quan trường, nhưng đại trí giả ngu. Lý Bảo Trâm tạm thời vẫn không hiểu, lúc này vẫn chỉ để biết giả ngu. Nhưng cái gọi là người thông minh trên đời này là cái thá gì chứ, không đáng tiền. Ngụy Lễ của Hoàng Đình Quốc, nói một cách tương đối, đây là người thuần nho nhất trong bốn người. Thứ trong lòng hắn coi trọng nhất chính là núi sông xã tắc, thương sinh dân chúng. Nhưng mà tầm nhìn còn nhỏ hẹp, chỉ mới thấy được đất đai của một quốc gia và phong tục trăm năm, chưa quen nhìn đất đai một châu và đại kế ngàn năm. Liễu Thành Phong huyện lệnh Thanh Loan quốc nho nhỏ, được ta xem trọng nhất trong số bốn người. Chỉ tiếc không có tư chất tu hành, nhiều nhất trăm năm tuổi thọ. Thực sự là trời ganh ghét anh tài sao? Ngụy Tiện nghe đến đó có chút kinh ngạc. Thôi tiên sinh lại muốn dùng từ anh tài để miêu tả người khác. Thực ra trong lòng Ngụy Tiện luôn gặm nhấm cái gọi là bàn luận lòng người của Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn cầm lên một sấp tình báo bị xếp vào hàng ngũ thấp kém ở trên bàn, ném cho Ngụy Tiện. Là thơ thi rớt nhất của tu sĩ khoa cử hai nước Đại Ly và Đại Tùy, một trong các biện pháp ta lúc nhàm chán dùng để giải buồn. Ngụy Tiện tiếp lấy rồi, Thôi Đông Sơn nói:
Đại ý ngươi muốn hỏi ta biện pháp phán định sâu cạn, phương hướng lòng người. Chuyện này thoạt nhìn như có thể làm được, nhưng mà thực tế việc rời, việc đời khó dò, lòng người nhấp nhô bất định. Nói không chừng sau một hồi biến cố, sẽ sinh ra rất nhiều thay đổi lâm thời. Chuyện này phiền phức cực điểm, hơn nữa cũng rất khó mà chuẩn xác được, cho nên không được coi là học vấn thực sự, đúng hay không? Ngụy Tiện gật đầu, không có phủ nhận. Thô Đông Sơn cười, chỉ đầu của mình. Lên núi tu hành, trừ trường thọ, nơi này cũng sẽ theo đó mà nhanh nhẹn dần lên. Thô Đông Sơn sau đó rung lên cổ tay, rắc một nắm to tiền thần tiên ở trên bàn. Trước đó ta đã nói về những phân chia lớn về lòng người. Có thể lấy thuật tính của thuật gia trong chư tử bách gia, từ một đến 10 để lần lượt phán định, người sẽ phát hiện cái gọi là lòng người nhấp nhô cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Không đợi cho Ngụy Tiện mở miệng, Thôi Đông Sơn cười nói, 1 đến 10 vẫn là không đủ chuẩn xác. Vậy nó có thể làm được từ 1 đến 100 thì sao? Ngụy Tiện cảm khái nói, phép thuật gia này ở Hạo Nhiên Thiên Hạ luôn bị coi là tiểu đạo, không phải trước nay chỉ được thương gia, thành danh chẳng tốt đẹp gì tôn sùng hay sao? Tiên sinh còn có thể dùng được đến thế sao? Chẳng lẽ tiên sinh trừ nho pháp còn là một trong những kẻ tôn sùng thuật gia? Thổ Đồng Sơn cười lạnh nói, thuật gia cũng đáng để tôn sùng sao? Thổ Đồng Sơn đứng lên, ngay cả phân chia thần nhân, tam hồn lục vách, chỗ nhỏ bé nhất của thế gian ta cũng phải tìm tòi nghiên cứu. Thuật gia nho nhỏ, công phu trên giấy làm cây rắm gì chứ? Ngụy Tiện cầm một sấp giấy tràn ngập thơ thi, thơ thi rớt của sĩ tử hai nước, ngẩn ra không nói gì. Thơ Đồng Sơn vòng vo cách xa vạn dặm, cuối cùng vòng về vấn đề ban đầu Ngụy Tiện hỏi kia. Trong ngoài thư viện bên kia ta đều rõ, bây giờ biến số duy nhất chính là triệu phu tử tay trói gà không chặt kia. Ngụy Tiện nghi hoặc nói, một thư sinh già, một thánh nhân nho ra tọa trấn một tòa thư viện trong tiểu thiên địa, hai bên rằng co, kẻ trước còn có thể gây ra sóng gió gì? Huống chi dựa theo cách nói của Thôi tiên sinh, Mao Tiểu Đông cũng không phải là hủ nho cứng ngắc, sao có thể xuất hiện sai lầm? Còn nữa, theo tiên sinh giảng giải, hoàng đế đại tuệ trừ phi tự chịu diệt vong, nếu không tuyệt đối không dám động thủ đối với Lý Bảo Bình và Lý Hoè. Thôi Đông Sơn nhìn chằm chằm Ngụy Tiện, vẻ mặt chán ghét. Nghĩ cho kỹ, lúc trước ta từng nhắc nhở ngươi đứng cao một chút để nhìn nhận vấn đề. Trong lòng của Ngụy Tiện chấn động. Thôi Đông Sơn đưa tay xoa xoa má, cười lạnh. Hoàng đế đại tùy quan tâm quốc tổ, nhưng mà người phía sau màn sẽ để ý đại ly và đại tùy đánh sống đánh chết, ngọc đá cùng vỡ sao? Nếu nói ám sát một hai người, sao có thể quyết định bố cục xu thế một châu? Ngụy Tiện ngươi sẽ động lòng hay không? Môn sinh thương gia sẽ vui vẻ xem nó. Đánh trận mà, phát tài từ người chết, kiếm được mới nhiều. Về phần cao nhân, tung hoành gia thích lén lút, tránh ở phía sau nhiều lớp màn sẽ càng thích. Ngụy Tiện tâm tình kích động, hai tay thế mà hơi run run. Mới đây, đây mới là thế đạo vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển quốc này thực sự hướng tới. Đại loạn, đại tranh. Cái gì trên núi dưới núi, đế vương quan tướng cùng với tiên sư thần linh, toàn bộ đều phải bị cuốn vào dòng lũ đại thế, đều là quân cờ không thể tự làm chủ được. Chỉ là Thôi Đông Sơn tựa như là nhớ tới chuyện gì đau lòng, lau mặt buồn bã nói. Ngươi nhìn xem, ta có bản lãnh và học vấn lớn như vậy, lúc này lại mang làm chuyện dám chó gì đây? Tính kế tính tới tính lui, chẳng qua là cắt chút thịt ở trên chân mũi, làm ăn vốn nhỏ. Lão Vương Bát Đàn đang vui tươi hấn hở mưu đấy cả Bảo Bình Châu, ta chỉ có thể giữ nhà toán, nhìn chằm chằm đại tùy một nơi như vậy, lấy vỏ ốc làm đàn trang, gia nghiệp quá thô, chỉ có thể mù quáng dãy ruộng, còn phải lo lắng làm việc bất lợi, sẽ bị tiên sinh đuổi khỏi sư môn. Thổ Đông Sơn vươn tay nắm đấm, đấm mạnh lên ngực. Lão Ngụy, lòng ta đau.
Sau đó Ngụy Tiện nhìn thấy thiếu niên áo trắng lăn lộn ở trên đất trong phòng, lại cúi đầu nhìn bài thơ thì rớt trên tay, được nói là có thể thấy được chân tình. Hắn lại không đau lòng mà làm mệt lòng. Đại tùy cao thị hậu đãi văn nhân, đây là truyền thống từ khi lập nước cho tới nay đã có. Càng miễn bàn là tân khoa trạng nguyên như là Trương Đại. Tuy tạm thời còn ở Hàn Lâm Viện, nhưng mà ở kinh thành đã có nhà tam tiến 10 gian phòng do hộ bộ triều đình bỏ tiền. Hoàng hôn hôm nay, Trương Đại tản bộ trong nhà cửa trống trải, cho mấy con cá chép đuôi đỏ ở trong vại lớn ăn xong, liền đến thư phòng một mình học đánh cờ. Trương Đại là xuất thân nhà nghèo địa phương, ở trong kỳ thi luyện thi hương, chế nghệ văn chương viết rất ổn. Tuy không tính là kinh tài tuyệt diễm, chỉ đã trên thi đình bỗng nhiên nổi tiếng, có thể cá chép vượt lòng một. Sau khi trở thành Trạng Nguyên Lang, chuyển tới tòa nhà này, thay đổi duy nhất chính là Trương Đại thuê một vị sa phu cùng một chiếc xe ngựa. Ngoài ra Trương Đại cũng không quá nhiều tiệc rượu xã giao, rất khó tưởng tượng người trẻ tuổi mới ngoài 20 tuổi này là văn khôi mới của Đại Tùy. Càng không thể tưởng tượng sẽ xuất hiện ở trên phủ đệ thái gia. Khăng khái lên tiếng, cuối cùng đã có thể cùng với Long Ngưu tướng quân, Miêu Nhận, con cháu khai quốc Công Huân ngồi chung một chiếc xe ngựa rời khỏi. Tất cả những chuyện này, Thái Phong rất tốt, Miêu Nhận cũng vậy, đều cho rằng là chuyện hợp tình hợp lý. Trương Đại có một thân phận trạng nguyên rất đáng giá, là một trong tứ linh thanh danh truyền khắp triều giã Đại Tùy. Thân phận thấp kém lại trong sạch, một bầu nhiệt huyết cho nên dễ dàng khống chế. Cảm thấy người này nguyện ý vì gia tộc, cảm thấy người này nguyện ý vì gia quốc đại nghĩa làm gương cho binh sĩ. Trương Đại nghe được tiếng đập cửa, đặt sách đánh cờ vây xuống, ngẩng đầu nói, vào đi. Là vị lão sa phu ở nhờ trong tòa nhà kia. Lão nhân đứng ở cửa thư phòng hơi âm u, chậm rãi nói, Mao Tiểu Đông đã mang theo một người trẻ tuổi tên là Trần Bình An rời khỏi thư viện. Bọn họ không phải hò hét thề giết văn yêu Mao Tiểu Đông sao? Cứ việc giết là được. Trương Đại mặt không biểu cảm nói, ngươi bảo nội ứng trong thư viện tìm một cái cớ để triệu thức và Hưu Trắng cùng nhau rời khỏi thư viện, tìm chỗ yên tĩnh đánh ngất rồi giấu đi. Sau khi khống chế con Hưu Trắng kia, người nhớ đừng để Nguyên Anh tu sĩ Lương Nhâm trông cửa nổi lòng nghi ngờ. Chỉ cần thuận lợi tiến vào thư viện, động thủ quyết đoán một chút, nhất định là phải chết một tên, chết hai thì càng tốt. Lão nhân gật đầu. Trương Đại do dự một phen. Đêm nay ta sẽ rời kinh thành Đại Tùy. Lão nhân mỉm cười nói, làm xong chuyện này, công tử lại trở lại trung thổ Thần Châu, nhất định có thể bay xa vạn dặm. Trương Đại cũng không ý kiến gì. Sau khi lão nhân rời khỏi, Trương Đại buông sách dạy đánh cờ trong tay xuống, quan sát thế cờ, chia rẽ lôi kéo. Đông Nam Bảo Bình Châu, về đất kinh đô Thanh Loan Quốc, trong một phủ đệ tư nhân không có tiếng tăm. Người trẻ tuổi là một trong các đầu mục gián điệp của Lục Ba Đình Đại Ly, sắc mặt âm trầm. Mọi người trong phòng thân phận khác nhau, đều là cao thủ bút đao quan trường, văn đàn Thanh Loan Quốc, đương nhiên là tâm phúc bị Đại Ly vương triều lôi kéo. Lý Bảo Trâm nhìn mặt đất, ngón tay xoay tròn chén trà, đưa chưa uống một ngụm nào. Mọi người nơm nớp lo sợ. Bọn họ sở dĩ hội tụ ở đây là làm một chuyện. Bằng vào những cây bút đánh cho tông chủ Nhã Nhặn, lãnh tụ văn đàn Thanh Loan Quốc, vì lão thị lang Liễu Kính Đình đã quy ẩn sư tử viên kia, rơi vào trong bùn đầy, phải khiến cho người này vạn kiếp bất phục. Khó hình thành lực ngưng tụ đối với các vị quan lại sĩ tử rời về phương Nam hốt hoảng di chuyển kia. Thanh Loan Quốc vẫn cần một sĩ lâm văn phong phú, nhưng mà không cần Liễu Kính Đình, một cây cao hơn hẳn cánh rừng nữa. Chỉ cần thanh danh Liễu Kính Đình bị hủy hoại, chỉ trong một chốc lát, các y quan đại tộc kia sẽ sụp đổ. Đại Lý muốn thấy một màn này,
thậm chí ngay cả hoàng đế Thanh Loan quốc cũng sẽ cảm thấy có lợi, có hại. Không đến mức bị những kẻ tới nơi, tới từ nơi khác, không phân biệt rõ tình thế kia cản tay. Hàng ngày bị những kẻ không hiểu nhập gia tùy tục này khoa tay múa chân đối với triều đình chính Thanh Loan quốc. Mỗi ngày ăn no rừng mỡ, ở nơi đó châm biếm thời sự. Đến lúc đó, Đường thị hoàng đế sẽ có thể dùng đại ly phân chia tăng vật, lần lượt lôi kéo những thế tộc hào môn đó. Nhưng mười mấy người đang ngồi tối nay, vận dụng toàn bộ gia thế và thế lực, tiến hành công kích khắp nơi đối với Liễu Kính Đình, hầu như là lật ra từng đoạn văn chương thơ từ, công văn của lão Liễu Thị Lang để tìm kiếm sơ hở từng câu từng chữ. Nào ngờ, chưa nói tới hiệu quả không rõ nét, còn khiến cho tuyệt đại đa số văn nhân của Thanh Loan quốc phẫn nộ tập thể. Một số quan viên tại triều đình vốn là chính kiến không hợp với Liễu Kính Đình, còn có rất nhiều đại nho địa phương đã có phần không nhịn được nữa, bắt đầu lên tiếng nói thay Liễu Kính Đình. Nhất là các y quan đại tộc di chuyển về phương Nam đến tận đây, tình cảm quần chúng càng thêm phẫn nộ. Bôn ba khắp nơi vì Liễu Kính Đình, dẫn tới ngay cả nguồn tin kín Liễu Kính Đình sắp trở về trung tâm triều đình, thăng nhiệm lễ bộ thượng thư cũng bắt đầu lan tràn ra ở kinh thành. Lý Bảo Trâm ngẩng đầu, cười nói: mọi người không cần khẩn trương. Việc này làm không tốt, khai trường không hồng phát ngược lại, một mảng đen xì, bị ngã một cú đầu điếng. Người đầu tiên bị chém là Lý Bảo Trâm ta, sau đó mới đến được các ngươi. Nếu quốc sư đại nhân thông cảm, nói không chừng sẽ cảm thấy chúng ta hợp tình hợp lý, đổi bàn cờ khác, cho chúng ta một cơ hội tiếp. Không nói những lời an ủi này, còn tốt. Lý Bảo Trâm vừa nói ra như vậy, mọi người đều cảm thấy lưng phát lạnh, lông tóc dựng cả lên. Trong đại sảnh ánh đến lay động, Lý Bảo Trâm đương nhiên căm tức vạn phần, một đám giá áo túi cộc. Ngay lúc này đại sảnh bên kia xuất hiện hai bóng người, một người đi vào, một người ở lại ngoài cửa. Nhìn vị văn sĩ nho sam kia đi vào đại sảnh, Lý Bảo Trâm có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng tránh được người này, mình cũng có thể làm việc này thật ổn thỏa, nào có thể ngờ được là tình huống như vậy. Người nọ giọng không lớn, chậm rãi nói: các vị đang ngồi đã làm thành một nửa, kế tiếp còn có ba bước nhỏ phải đi. Bước thứ nhất, đạm dừng thế công hắt nước bẩn vào Liễu Kính Đình, quay đầu ra sức tông bốc với Lão Thị Lang. Trong một bước này lại có ba khâu. Thứ nhất, các vị cùng với bằng hữu của mình trước tiên ném ra một ít văn chương cẩn trọng, công chính bình hòa, đối với việc này tiến hành định luận cái quan, cố gắng đừng để văn chương của mình hoàn toàn không có sức thuyết phục. Thứ hai, bắt đầu mời một nhóm người khác thần hóa Liễu Kính Đình, tìm từ càng buồn đôn càng tốt, ba hoa trích chòe, tâng bốc đạo đức văn chương của Liễu Kính Đình, tâng bốc đến trình độ có thể sau khi chết rồi có thể đưa đến văn miếu để thờ phụng. Thứ ba, lại là một mớ văn chương khác, công kích một trận toàn bộ quan viên và danh sĩ từng biện giải cho Liễu Kính Đình. Không phân tốt xấu, tìm từ càng ác liệt càng tốt, nhưng mà phải chú ý, văn chương lập ý đại khái là phải khiến cho mọi người hình dung về đám người tô vẽ cho Liễu Kính Đình tựa như là lũ chó săn hát đệ. Ban đầu mọi người trong phòng sau khi nghe được câu đầu tiên nói của người này, trong lòng đều cười lạnh, oán thầm không thôi. Chỉ là càng nghe tới phía sau, càng cảm thấy kết cấu mới mẻ độc đáo. Người nọ tiếp tục nói: bước thứ hai, sau khi yên lặng chờ một khoảng thời gian, một lần nữa xoay đầu mâu chĩa thẳng vào một mình Liễu Kính Đình, cần một ít điều xảo, toàn bộ văn chương, tôn chỉ và nền móng đồng loạt dùng những từ ngữ như là tuy nhiên, mặc dù. Ví dụ, tuy Liễu Kính Đình người này có tì vết về mặt đạo đức, nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đệ tử dưới trướng xuất hiện rất nhiều nhân tài, sau đó các người có thể lần lượt liệt kê ra. Sát khí ở chỗ từng viên chức hiền hách làm cho người ta đỏ mắt kìa. Lại ví dụ như, mặc dù Liễu Kính Đình chiến tích bình thường, nhưng xét cho cùng coi như là thanh liêm, chỉ là tòa sư tử viên danh chấn nửa châu mà thôi. Người nọ giải thích: vì sao phải như vậy? Bởi vì đối với người xem mà nói,
Những văn chương này ở mặt ngoài coi như là tâm bình khí hòa, cũng đã đang giải thích cho Liễu Kính Đình. Rất nhiều người Trung đã vốn không xen vào trận văn đàn bút chiến này, trong vô hình đều bắt đầu ngầm thừa nhận những sự thực giả định này. Cộng thêm cái gọi là giải thích che giấu sát khí sau đó, chính là thêm xương lên tuyết. Mọi người trong sảnh nhìn nhau. Người nọ mỉm cười. Bước thứ ba, làm văn trên đạo đức cá nhân. Ví dụ mời người làm văn hộ, không cần để ý hành văn lưu khuyết, chỉ cần mánh lới là được. Ví dụ như diễm sự Liễu Kính Đình đêm mưa gió chú am ni cô. Lại ví dụ như lão hán dâm ô với con dâu. Lại ví dụ như sư tử viên và tỳ nữ xinh đẹp một cành hoa áp hải đường. Nhân tiện để làm một ít về đọc thuộc lòng, biên thành chuyện kể, mời tiên sinh kể chuyện cùng người giang hồ, ra sức nhuộm đẫm truyền ra. Người nọ nhìn mọi người vừa chấn động vừa không hiểu, lại nhẫn nại giải thích. Đừng có cảm thấy vô dụng. Người đọc sách nghèo túng không có công danh thích xem cái này. Dân chúng không để ý chân tướng, thích nghe những thứ này. Trong sĩ lâm, ba người thành hồ. Chỗ phố phường, tụ mũi thành lôi. Người nọ cuối cùng nở một nụ cười, lấy ra một tờ giấy, đi đến trước người Lý Bảo Trâm, đưa qua nhìn xung quanh. Các vị đang ngồi chưa chắc biết được lề lối. Giá khắc gỗ một bộ sách diễm tình, cùng với mời các vị tiên sinh kể chuyện kia phải trả bao nhiêu tiền bạc. Đủ loại chuyện vụn vặt không đáng giá nhắc tới, ta đều viết trên giấy, miễn cho các vị không cẩn thận coi tiền như rác. Hơn nữa rất nhiều tiểu dân làm ăn nơi phố phường, tuy địa vị thấp, thực ra có chút trí tuệ giả hoạt, đều có một bộ thủ đoạn xử thế riêng. Một khi cho bọn họ chiếm lợi lớn về mặt tiền tài, nói không chừng còn mới coi thường các vị. Người này cáo từ rời đi. Tới gần cửa, hắn đột nhiên xoay người cười nói. Đã có các vị châu ngọc tại tiền, mới có cơ hội ta ở đây khoe khoang chút tài mọn, hy vọng ít nhiều có thể giúp đỡ. Mọi người kinh ngạc, người kia nhìn người kia rời đi. Lý Bảo Trâm miệng khô lưỡi khô, nắm chặt tờ giấy trong tay. Các vị còn lại da đầu càng thêm tê dại. Phải biết rằng người nọ tên là Liễu Thanh Phong, chính là trường tử của Liễu Kính Đình. Mình xin nghỉ đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.